Bữa trước than chán ăn, cái bữa nay được chị đẹp nấu cho cái món khoái khẩu. Mà tự nhiên sáng nay nhìn cái bánh này có thấy chán đời ghê không? Nó gập gần gồ ghề như cuộc đời mình vậy đó. Mà đường cái bánh nhìn thấy xấu nhưng mà ăn cũng ngon luôn, chán ghê. Rồi nha, tới khúc này là thấy cuộc đời nở hoa bao tử nở rộng rồi đó. Bữa ăn này đúng kiểu vực dậy tinh thần luôn. Đẩy nhẹ ăn tô hủ tiếu khô lòng thập cẩm có thêm tôm nhảy vô quá là chất lượng. Bởi ta nói đồ ăn ở nhà nấu nhìn là khác biệt liền. Thiếu điều đồ ăn nó còn nhiều hơn hủ tiếu nữa. Nhìn cái tô này làm sao mà chán ăn được, bữa nay phải ăn cho thiệt đã. Mà cơ bản là cái món hủ tiếu này đã nằm trong danh sách ghiền của mình rồi. Mà cái kiểu trộn hủ tiếu khô của mình là cái cách cơ bản truyền thống nhất. Đơn giản chỉ có xíu đường, xíu nước tương rồi hành phi. Trộn vô nhau vậy mà ăn nó ưng cái miệng dễ sợ. Rồi cái tô trộn khô ăn thì nó khô quá nên đẩy nhẹ thêm tô nước nữa. Ăn vậy nó mới cân bằng, nó mới đúng bài chứ không phải tại mình ăn nhiều đâu nha. Mê nhất là cái nước lèo chị đẹp hầm quá trời xương. Bao nhiêu tinh túy của cái nồi hủ tiếu là nó nằm trong nước lèo hết. Mà tự nhiên cảm thấy hai tô hủ tiếu nó còn lỏng bỏng cái bụng quá. Nên cử chiều làm nhẹ với cơm chay cho nó chắc bụng. Cơm chay mà cũng có tên sườn bì chả luôn á nha.